Anh có chắc là đi làm được không? Anh nhất định không chịu nói lý do vì sao mà anh bị như thế à? Anh nói rồi, anh không sao, chỉ là va quệt xe cộ thôi. Anh Tùng bảo sao em? Anh Tùng bảo mẹ không quá nghiêm trọng, nhưng phải giữ mẹ ở đây để theo dõi. Vừa rồi nhiều việc quá, anh chưa kịp đưa mẹ đi kiểm tra định kỳ. Thôi anh đi về đi, tôi sẽ ở lại đây. Không mẹ nhìn thấy mặt anh như thế này, mẹ lại thắc mắc đấy. Anh Hoàng, anh nhất định không chịu nói lý do vì sao anh bị đánh à? Lần này em không nên quan tâm. Thế anh định để mọi việc bung bét ra, đến lúc đó tôi là người được biết cuối cùng à? Anh xin lỗi. Anh bỏ cái kiểu xúc hình nó không xin lỗi đi. Thôi các cháu, mẹ thế nào rồi? Cô nấu cháo cho mẹ đây. Cháu cảm ơn cô ạ. Dạ, mẹ cháu đỡ rồi. Để cháu đưa cô vào. Anh Hoàng, thôi kệ đi. Anh ấy tự biết phải giải thích với ba thế nào mà. Cũng không giấu mãi được đâu. Em xin lỗi. Lẽ ra em phải ngăn anh bằng được. Thế sao em không gọi điện cho chị? Anh không cho em gọi. Anh muốn tự giải quyết mọi việc theo ý của mình. Lúc đấy anh Việt đột nhiên gọi điện cho em về giải quyết công việc ở công ty, nên em mới để anh ở lại. Nếu không chắc chắn đã không xảy ra chuyện tối qua. Chị không trách em, nhưng vấn đề là nếu anh Hoàng cứ tự ý đi điều tra như vậy thì người bất lợi chính là anh ấy, rất dễ dính vào rắc rối. Em có can anh, nhưng mà chị biết tính anh đấy. Em cũng hỏi anh chuyện tối hôm đó, nhưng anh không nói. Chị có thể khẳng định chắc chắn những vết thương đó là do bị đánh. Nhưng vấn đề là sau này nếu có chuyện gì mình có muốn giúp thì cũng đã muộn rồi. Nhưng chuyện đã qua, em không dám thanh minh cho anh. Chị là luật sư, em nghĩ chị sẽ phân tích mọi chuyện thấu đáo hơn em. Em đi theo anh đã nhiều năm, thời điểm này là lúc em thấy anh hay mất bình tĩnh nhất. Có lẽ vì anh đã mất tất cả, đang cố để lấy lại, nhưng vô vọng. Em rất lo cho anh. Bác Giang cũng không nói chuyện rõ ràng với anh về nhà cửa. Là sao? Chị tưởng mẹ chị mới mua nhà rồi mà. Không chị ạ, là nhà thuê thôi. Không những thế, là một căn hộ tập thể nhỏ, xuống cấp. Được cái ở gần chỗ chị, chắc là bác Giang định sửa sang dọn dẹp, coi như chuyện đã rồi. Nhưng em tin nếu như anh Hoàng biết, anh ấy sẽ rất cáu. Em nên khuyên anh Hoàng, có chuyện gì cũng nên chia sẻ với cả mọi người, không nói với chị cũng được, nhưng ít ra cũng nên cho em biết. Vâng, em sẽ thử nói chuyện với anh xem sao. Ông Hoàng nên báo việc này cho bên điều tra. Hay là mày giúp tao đưa cho ông Hùng xem bức ảnh này được không? Mày nói thì sẽ khách quan hơn tao. Có thể người này không liên quan gì đến cái chết của Hà, nhưng mà tao vẫn muốn thử. Biết đâu mình lại gặp may. Có bệnh thì vài tư phương mà. Mày vẫn còn tốt với ông Hoàng nhỉ? Thì ông ấy vẫn là bố của bọn trẻ mà. Thế tại sao lại có việc hôm qua? Chỗ hôm qua tao đến là nơi bọn tao kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Không hiểu sao lúc đó hình ảnh của cô ta lại hiện ra ám ảnh tao. Tao chỉ muốn đi xuống biển để thoát khỏi hình ảnh đó, chứ tao không bao giờ có ý nghĩ hành động dại dột đâu. Nên mày cứ yên tâm, tao sẽ không bao giờ để bản thân mình rơi vào trạng thái tuyệt vọng
đến mức hành động mất kiểm soát. Cảm ơn mày đã luôn ở cạnh tao, kể cả lúc tao đau khổ và khốn khó nhất. Vâng, xín quá mà. Nhưng kể từ bây giờ, có bất kể chuyện gì cũng phải nói hết với tao đấy. Thực ra mọi vấn đề của tao đều xuất phát từ việc của ông Hoàng, cho nên tao cũng chỉ muốn giúp ông Hoàng thoát khỏi những cáo buộc và trở về cuộc sống bình thường. Có như vậy thì tao cũng được giải thoát, và bọn trẻ con nữa sẽ không bị ám ảnh vì một người bố mang trọng tội.